rồi nè ơi, đang dính bắp lên đó mà sụt sụt quá à. Còn cái cuối đâu? Em đâu tới em rồi. Coi chừng nha. Rồi. Wow. Cái này nó mắc cười luôn nè. Cái này mắc cười. Cái này mắc cười quay. Quay đi. Wow. Ừ, giật rớt quá. Hay quá vậy. Cái này nó mắc cười nè. Mắc cười lắm ạ. Không sao con. Kệ đi, rớt rồi làm tiếp. Không có đâu, không sao đâu. Bị sợ hả? Bị sợ hả? Hay quá. Quá quá quá. Không sao, không sao, nó không rớt đâu, đừng có hỏi. À, để
đây cho em đẩy cho. Mày có baby. Nha, có 3 đồng. Cộng thêm 20% ớt nữa đó. Là tức là mua này xong mình thêm 20% ớt. Mình đâu có con nít nhỏ nữa. Đây nè, có tuổi của mình Ý nè. Nhưng mà mẹ không thích mấy kiểu này. Nè Ý ơi, Ý thích tận mấy cái này không Ý? Áo. Áo cũng dễ thương lắm. Con coi đi, cỡ tuổi con á. Cái này nè, có bẩn không vậy nè? Cái này nè. Rồi. Ồ, thích Elsa. You have a phone number, so it's easy to... tượng kìa. Tao để mẹ ra mẹ quay cái tượng nha. Trời ơi, cái gì vậy Ngập, em chết. Meo meo. Không có mua cái đó. Meo meo. Không có mua nữa. Mua rồi hả ông xã? Không mua đồ kia. Đâu có. Cái đó để ngủ. Thấy cái áo nãy nhiều tiền vậy? Có phải mấy đồng nữa không? Con không, con thấy luôn á. Nhưng mà tổng cộng là có 9 mấy đồng mà nguyên đống này rẻ hơn bên kia. Bây giờ là sau khi mình mua đồ cho mấy đứa nhỏ xong, mình ra đây cho tụi nó ăn miếng kem. Ăn kem. Wow, trời xanh. Xa vậy đó không? Hay là order? Kem nó gì lạnh lắm. Ờ, Trâm Quỳnh lấy rồi. Vô lấy nó cho. Cho, để ông vô lấy. Nhiều nhiều á.
Vui không? Đi chị, ông xã tránh ra kìa ngoại kìa. Lé lé con ăn cái bự đi. Thôi thôi đủ. Để ăn cái khác. Ăn đồ ăn. Ông xã muốn ăn cá sống sushi gì? Order đi. Con có đứa giỡn. Con cần rửa tay cho con biết. Con đi vệ sinh rồi. Hai chị em nhìn dễ thương quá hả? Có bì kìa, bì nhìn mẹ coi. Mẹ ăn ngon không? Cười nữa. Mời mẹ ăn cái coi. Mời mẹ. Bác mẹ tổ. Nó không ăn nữa kìa. Rửa tay rồi. Rửa tay nào vậy? Rửa tay hồi sáng. Hồi nãy chứ hồi sáng thì lúc nào cũng rối loạn thôi. Hồi nãy. Ồ, tầm tầm màu quá à, hả? Rainbow với gì con? Có chị thêm bên ngoài best. Rainbow không có best hả? Rồi mà dơm chó. Ý là gì? Ý là cho con chim kìa, con chim kỹ. Ồ, mấy con chim luôn, đằng kia nhỏ xíu đằng kia nữa. Trời, ý đu luôn, ý sợ quá, ý đu luôn. Ý chết nhát quá à. Nó lấy đồ ăn rồi nó bỏ đi thôi. Nó lấy đồ ăn nó bỏ đi. Đúng rồi con. Người ta không cho mình feed nó đâu con. Tướng nhà quê dữ. Đứng dậy. Ơi nó bay quá trời nè con. Nhà quê ngồi ăn, cho chim ăn xong ngồi ăn luôn. Rồi thôi mình đi cực có khác chơi nha. Bên đây nè, bên đây có hai con nè. Nhắn. Mình vô banana nha. Nè ơi nè. Hả? Châm vô trước nha. Hay ông sẽ đi chung.
Trời ơi dễ thương quá vậy. Coi nằm kìa. Để ngoài để cô lau. Con bị nhảy ra này, nó nhảy. Con đừng có đeo lên nha con. Để con đeo lên là cô phải để cô phải lau nha con. Kể cái gì? Rớt bể, rớt ấy, rớt bể. Nồi tụi nhỏ ăn là ok. Vậy chăm xuống chăm sóc hàng đi. Ờ đây 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 để chăm xuống. Chăm sóc sushi hả? Thôi điệu xí xận. Đứng chờ đi cái này. Rồi bây giờ còn ấy lắm á, để lấy lao cái. Còn phải ướt nè, từ từ. No later. Bị chưa ăn gì hết. Bị ngồi xích vô đi con, bị ngồi xích vô. Mày muốn ăn cái cá mà. Ê, bị kẹt tay bây giờ. Cái nào mới cầm rồi cá nữa phải không? Rồi, lấy đi con. À, kẹ. Rồi bấm hai chị em phục vụ hả? Cảm ơn nhiều.
để cho em làm nha. Rồi nè, để cho em bấm luôn, để cho em bấm luôn. Oh, wow. Wow. Là cục cuối nó nhỏ xíu mà nó không biết cái này. Nay không có chạy vòng vòng. Bữa nay dịch bệnh quá không có chạy nha. Trời ơi, con tôi thích chơi lắm luôn. Nồng nồng. Nhiều quá. Anh đồng cũng đâu có thành chính rồi. Hay quá ai vậy anh? Bái chị. Trong gia đình này. Trong cái gì đó. Chưa. Mình tâm. Bái xì nè, cái này là bái xì. Đó. Dạ, này bái gì? Trứng cá chưa gọi. Trứng cá thì chưa. Trời đất ơi, mẹ nói hai đứa nghe không? À, rồi lại quậy tới cái này nè. Quậy tới cái này. Bì quay lại mẹ nhìn coi. Quay lại là mẹ nhìn cái mặt của Bì coi dễ thương không nè. Mẹ đang quay phim nè. Quay lại coi. Thì bây giờ đi về nhà mà.